Suy niệm Chúa Nhật thứ năm Mùa Chay năm B Bài của Linh Mục Anthony Trung Thành Để chuẩn bị tinh thần cho các môn đệ, Đức Giêsu đã nhiều lần tiên báo về cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài. Nhưng đi liền với lời tiên báo về cuộc khổ nạn và cái chết thì Ngài cũng cho biết, ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại. Như thế, đau khổ và sự chết như là điều kiện tất yếu để Ngài bước vào Ngài Phục sinh. Chính vì vậy, qua bài tin mừng hôm nay, sau khi nhắc tới nguyên lý của hạt lúa mì phải một nát đi thì mới sinh bông hạt, Đức Giêsu khẳng định, ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và ai ghét sự sống mình ở đời này thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời. Gioan chương 12 câu 25 Thoạt nghe, nhiều người cho rằng Lời khẳng định của Đức Giêsu có vẻ rất nghịch lý với cuộc sống, bởi vì bình thường không ai ghét mạng sống mình, bao giờ, nhưng trái lại họ yêu và rất yêu mạng sống của mình. Họ chăm sóc mạng sống ấy bằng nhiều cách thế khác nhau: ăn uống, ăn mặc, trang điểm, đi khám bác sĩ và nhiều hình thức khác nữa. Thực ra, biết yêu mạng sống mình, chăm sóc cho bản thân không phải là điều xấu. Nếu làm đúng cách thì đó lại là một thái độ rất tốt. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở thái độ yêu mạng sống mình, chăm sóc cho bản thân mình mà quên mất tình thân, quên mất tình người, quên mất những bổn phận khác thì sẽ trở thành người xấu. Khi Đức Giêsu nói, ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, ám chỉ những người chỉ lo cho mình mà không màng chi đến người khác, những người chỉ muốn nhận mà không biết cho. Họ là những người ích kỷ giống như chiếc ao tù động không có sự sống Hơn nữa, lời dạy của Đức Giêsu xu còn muốn chúng ta đi xa hơn Ngài muốn nói tới sự sống linh hồn của chúng ta Để được sống phần linh hồn, mỗi người chúng ta cần phải chết đi cho tội Chết đi tính ích kỷ Để có sự sống phần linh hồn, có khi chúng ta cũng phải chấp nhận chết đi sự sống phần xác Vì phải hiến thân, phải quên mình đúng như lời khẳng định của Thánh Francisco Assisi trong lời kinh hòa bình. Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Vì thế giáo hướng của Đức Giêsu không nghịch lý nhưng là một chân lý. Chân lý này đã được chính Ngài thực hiện một cách trọn vẹn trong cuộc sống. Chính Ngài là con Thiên Chúa nhưng đã chấp nhận một nát đi để xin ơn cứu độ cho nhân loại chúng ta. Thánh Phaolô cho biết, Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự, Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và ban tặng danh hiệu trở vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Thật vậy, vì vâng lời Chúa Cha và để cứu độ nhân loại, Ngài đã chấp nhận sống hầu nhiệm tự hủy nơi bản thân mình từ khi nhập thể cho đến khi chịu chết trên thập giá để được sống lại vinh quang. Ngài sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Maria, làm con nuôi của Thánh cả Giuse, sống 30 năm với nghề thợ mộc tại làng Nazareth như mọi người ngoại trừ tội lỗi trong ba năm ra đi rao giảng tin mừng ngài rao giảng và làm phép lạ để cứu giúp nhiều người ngài nói con người đến không phải để được người ta phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người mắc cô chương 10 có 45 cao điểm của sự phục vụ ấy là việc ngài rưới chân cho các môn đệ vào tối trước ngày thứ năm tuần thánh cuối cùng Ngài đã chấp nhận bước vào cuộc khổ nạn chịu chết để cứu độ nhân loại. Như vậy, Đức Giêsu là hạt lúa mì chỉ một nát ti để đem lại sự sống cho nhân loại chúng ta. Ngài đã hy sinh mạng sống của mình để cho nhân loại được sống. Nói gương Đức Giêsu có rất nhiều vị thánh cũng đã chấp nhận hy sinh, chấp nhận làm hạt lúa mì một nát đi để người khác được sống. Đó là sự hy sinh của thánh Maxi Emiliano Kobe đã chấp nhận chết thay cho người tử tù được sống. Đó là sự hy sinh của mẹ Teresa Canquita và các nữ tu thuộc dòng của mẹ. Suốt cuộc đời vì những người nghèo khó, bệnh tật, những người sống bên lề xã hội tại các khu ổ chuột, đó là sự hy sinh của Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ đã dâng hiến đời mình vì hạnh phúc và phần rỗi của tha nhân đó là sự hy sinh của những người vợ người chồng vì hạnh phúc của người bạn đời đó là sự hy sinh tận tụy của những người cha người mẹ vì niềm vui và hạnh phúc của con cái đó là sự hy sinh cho nhau của anh chị em ruột thịt trong gia đình và còn biết bao tấm gương hy sinh khác trong đạo ngoài đời mà chúng ta không thể kể ra đây nếu tìm kiếm trên mạng chúng ta sẽ được đọc những câu chuyện rất cảm động về sự hy sinh đó. Chẳng hạn, cha lấy thân làm bao cát để kiếm tiền cứu con. Đôi vợ chồng già ăn xin kiếm tiền nuôi con ăn học. Đóng giả làm đàn ông suốt 43 năm để dễ kiếm việc làm, nuôi con không lớn. Mẹ già bán cầu từ tinh mơ để kiếm tiền nuôi con. Người mẹ làm đôi chân cổng con đi học mỗi ngày mẹ 90 tuổi chăm con bại não suốt 50 năm. Và câu chuyện sau đây cũng là phần nào cho chúng ta thấy sự hy sinh cao cả của một cậu bé 8 tuổi. Có hai anh em nhà kia, cậu bé trai 8 tuổi và cô em gái của cậu 6 tuổi. Cả hai đều gầy yếu và thường đau ốm luôn. Một hôm cậu bé bị một cơn đau gan cấp tính, được cha mẹ đưa vào cấp cứu tại bệnh viện gần nhà. Sau thời gian 2 tuần lễ điều trị, cậu bé đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm và đang nằm viện thêm ít ngày để hồi sức. Nhưng sau đó là đến lượt cô em gái bị chứng xuất huyết nội và được mang đi cấp cứu tại cùng bệnh viện với anh. Cô bé bị mất máu khá nhiều, cần được mau chóng tiếp máu. Thế nhưng bệnh viện lại không có sẵn máu cùng nhóm để truyền. Rất may là máu của cậu bé cùng nhóm máu với cô em khi được hỏi có muốn cho máu để cứu sống em gái không thì lúc đầu cậu bé hơi ngần ngại và lo lắng một chút nhưng ngay sau đó cậu ta lấy lại bình tĩnh và trả lời bác sĩ rằng vâng con bằng lòng hiến máu cho em con xin bác sĩ hãy cố gắng cứu sống nó vì con thương em con lắm sau đó bác sĩ đã lấy máu của cậu truyền cho cô em một lúc sau tỉnh dậy cậu bé đã làm cho mọi người trong vòng ngạc nhiên và buồn cười khi nói Ồ hay, con chưa chết hay sao? Vậy bác sĩ đã tiếp máu cho em không chưa? Em không bây giờ ra sao rồi? Thì ra, cậu bé đã tưởng lầm rằng khi bèn lòng hiến máu cho em là cậu phải cho em tất cả số máu trong con người mình. Nhưng vì quá thương em và không muốn cho em bị chết, nên sau khi ngần ngại một chút, cậu đã quyết định hy sinh chịu chết để cho em gái mình được sống. Sưu tầm Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh để cứu đỡ chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa. Ngoài Chúa ra, còn biết bao nhiêu người khác cũng đã hy sinh vì chúng con. Xin Chúa trả công bội hậu cho các vị ân nhân đó. Xin cho mỗi chúng con cũng biết chấp nhận hy sinh để đem lại hạnh phúc cho tha nhân. AMEN Bài của Linh Mục Anthony Trung Thành